xưởng gỗ nằm trên quốc lộ 1A được rào kính và đóng cổng lớn ngăn cách với khu vực bên ngoài. Bên trong có gần 100 con gà sẵn sàng ra độ, đang được nhốt lồng sau các đống gỗ. Trường gà là một căn nhà lợp lá riêng, nằm khuất ngay sau góc của khuôn viên sản xuất gỗ. Theo thông tin ban đầu, lúc ập vào bắt quả tang, các lực lượng chức năng thu giữ số tiền đặt cược của độ gà đang đá là hơn 100 triệu đồng, thu giữ hàng chục xe máy cùng tang vật liên quan. 37 người đang tham gia độ gà đã được di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang để phân loại điều tra. Theo người dân xung quanh, chủ xưởng gỗ là Tăng Văn Phong, 41 tuổi, còn gọi là Phong Điệu, đã tổ chức trường gà trong khuôn viên xưởng gỗ của mình từ hơn 2 năm nay để phục vụ các con bạc.